Bên đây là chùa. Anh là người dạy em quậy ở Việt Nam. Ở đây là resort. Hồi đó mình có ở bên Sài Gòn Pearl. Bên chùa thì không có thiên nhiên, mà đối diện chùa thì thiên nhiên quá là tươi xanh. Chùa mà phải làm thiên nhiên, phải có thú hoang dã. Chùa mà thả thú thoải mái, đền thờ Hoài Linh còn nuôi rái cá nữa. Chùa vậy mới là hot. Cái này là sông thiệt không? Resort thiệt. Trời ơi, resort má ơi. Tôi tưởng bị lừa, ai ngờ là thiệt. Lối vào tỉnh thức. What the heck? Yeah. Rồi, số hưởng rồi mọi người ơi.